cảm ơn cũng Miễn đây. Hôm nay mình đi giá sách Bình Minh nè mọi người. Nhiều quá trời sách luôn nè. Mình đang đi khám phá, kể coi có gì không. Mau nha mọi người. Coi, coi gì không. Quá trời màu luôn nè. Cái này là slam. Sao có nằm ở trên nha. Bóp đã mà. Đó. Quá trời sao có scooter luôn á. Ok mọi người. Quá trời lên này con giật rồi. Quả hả? Quả cam đồ nè. Thôi thì cũng bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở video sau. Mọi người nhớ ra trong vật kênh nha mọi người. Bye.